Dạ vâng, em xin được chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Chuzu Audio Bắc Giang. Tiếp tục video, ngày hôm nay thì ngày 19 tháng 12 năm 2022 rồi. Đấy, em Du lại tiếp tục lên sóng để quay chi tiết và quay cận cảnh cho các bác cái lô mic Bioka 890 em vừa mới cập bến tối ngày hôm qua. Thì các bác mà theo dõi kênh của em thì các bác biết rồi. Đấy. Tối ngày hôm qua em đã lên livestream để quay trực tiếp khi mà hàng vừa mới cập bến. Đấy, thì ngày hôm nay em đã vệ sinh qua rồi, vệ sinh qua để cho nó mặt mũi nó sạch sẽ rồi. Đấy. Thì các bác đang nhìn đấy ạ. Lô này em chỉ có hơn chục bộ thôi các bác nhá, 14 hay 15 bộ gì đó. Đấy. Thì các bác đang nhìn trên màn nhỏ đây rồi. Tay thì nó là tay da cá mướt mát rồi các bác nhá, tay da cá đẹp mướt mát rồi. Đấy, tất cả thì em đã lắp dọ hết rồi. Và buổi tối ngày hôm qua thì em đã tháo hết dọ ra để vệ sinh cho các bác, lắp dọ mới cho các bác rồi. Đấy, thì các bác xem livestream thì các bác cũng biết rõ. Đấy, thế vì trong livestream thì các bác biết rồi, trong livestream em quay các bác hỏi sản phẩm nọ sản phẩm kia thì em sẽ quay sản phẩm nọ sản phẩm kia. Cho nên là khi mà các bác vào sau, vào trước thì sẽ xem nó không được từ đầu đến cuối chọn vẹn cái lô mic này của em. Đấy. Thế và ngày hôm nay thì em sẽ quay lại chi tiết cho các bác nhá. Đấy, hôm nay là em sẽ lắp toàn bộ dọ mới cho các bác rồi và lắp tất cả chống lăn vào cho các bác rồi. Đấy, và khi các bác mà mua hàng bên em ấy thì là chống lăn nó sẽ đầy đủ như thế này các bác nhá. Đấy, mỗi một bộ chống lăn nó sẽ có hai màu như thế này. Đấy, và đều đầy đủ trên dưới như này, và đây là chống lăn VIP các bác nhá, chứ không phải chống lăn rẻ tiền. Đấy, thì là mỗi bộ chống lăn này bọn em đã đầu tư vào đây mất 50.000 rồi. Đấy. Một bộ chống lăn này bọn em nhập số lượng lớn là 50.000 rồi, thế còn bán ra là phải bán 70.000 bọn em mới bán được 20.000 bộ chống lăn. Đấy, mà không bao gồm ví ship đâu các bác nhá. Nên là em rất là ngại bán chống lăn này. Khi mà các bác mua lẻ em chỉ tặng kèm theo mic thôi. Đấy, hoặc là các bác nào mà mua cái gì ấy thì bảo là bán cho anh thêm bộ chống lăn thì bọn em mới bán thôi. Nhưng bình thường là các bác rất nhiều bác hỏi mua chống lăn là bọn em không bán đâu, bởi vì là được 20.000 rồi thì công đóng gói rồi thì ship hàng các thứ nữa. Mà trong cái đó là các bác mua một bộ chống lăn này tự nhiên lại mất 25.000 tiền ship nữa thì nó cũng rất là đắt cho các bác. Đấy, thì những cái chống lăn này thì các bác tiện mua cái gì thì bọn em sẽ bán thôi cho các bác nhá. Đấy, một bộ chống lăn này là 70.000. Đấy, đấy là quan điểm của em, chả dâu diếm với cả bọn em nhập đã vào 50.000 rồi. 50.000 chưa kể tiền cước ship về đây nữa là phải mất khoảng mấy nghìn tiền ship cước nữa. Thì nó cũng rơi vào khoảng 52-53.000 rồi. Đấy. 52-53.000 một bộ chống lăn này rồi thì bọn em bán 70.000. Nó chỉ được có mười mấy nghìn thôi mà chưa còn là còn đóng gói đóng giấc cái thứ nó cuốn băng dính băng giấc cái thứ nó gửi đi. Đấy, nên là các bác rất hết sức thông cảm nha các bác nhá. Đấy, và trong đầu video thì các bác tặng em dùng một lúc này không ạ, để các bác theo dõi được cái lô mic chi tiết thì các bác cứ xem từ đầu đến cuối đừng tua video các bác nhá, để cái trường hợp mà bọn em quay vỉ quay lõi quay các thứ thì các bác sẽ vào báo giá thì các bác sẽ không bỏ qua những cái chi tiết đấy. Đấy, khi các bác mà mua hàng thì các bác khi các bác mua hàng và nhận hàng thì các bác kiểm tra đúng hàng như là bọn em quay lên video thì các bác nhận hàng cho em nhé các bác nhá. Đấy. Rất nhiều bác mà khi xem video mà mình đã thăng thiện chí mua mic nhưng mà mình lại không muốn xem video trực tiếp này thì khi mua hàng hàng đến nơi các bác lại bảo là không đúng. Đấy. Thì rất nhiều bác đã bị tình trạng như thế, cho nên là bọn em khi mà bán hàng mà các bác mà không xem video kỹ thì đương nhiên là bọn em sẽ bảo yêu cầu phải cọc. Đấy. Còn khi các bác xem kỹ rồi ok các bác chốt hàng đúng cái bộ bay K890 như thế này, hoặc là 780 BNG BG100 hay là 780 TNZA, các bác đọc đúng đơn vị như thế và số giá như thế là bọn em rất là an tâm khi gửi hàng cho các bác. Đấy. Thế một số bác thì mua hàng lại bảo là cho anh cái bộ mà em vừa lên sóng gì mặt nó vàng gì đấy. Thì thực ra là mặt vàng thì bọn em có cả mấy loại mặt vàng cơ. Lô này mặt vàng này hay là TIT này mặt vàng này. Đấy. Thế mà sau khi các bác đến các bác lại bảo không phải cái loại này, anh xem nó loại khác thôi, thế là nó rất là mất việc cho cả hai bên các bác nhá. À, chính vì thế mà em luôn là hy vọng các bác mà muốn mua hàng thì các bác xem kỹ video giúp em. Đấy. Mình cảm thấy cái khi mà đầu video mà mình đã cảm thấy cái lô này nó ưng rồi, đấy, đúng ý mình rồi thì các bác xem hết video giúp em nhá các bác nhá. Xem hết video, đừng tua video để các bác xem được chi tiết cận cảnh hơn các bác nhá. Rồi ok. Đấy, vào việc. Ngày hôm nay em lên cho các bác một lô mic Bioka 890, tất cả là hàng Bioka 890. Đấy, tem chìm nhá các bác nhá. Tem chìm. Đấy. Nó làm nổi nhưng mà nó lại CNC một cái khoảng để nó gắn tìm chìm cái tem vào bên trong. Cái tem này rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, K890 thì nó chỉ có một loại này thôi, không có loại thứ hai. Đấy. Thì gần như là các lô đời K890 này em làm thì đều là màu vàng. Ý đâu đó được gặp có 1 2 bộ màu xám thôi. Đấy, gặp có 2 3 bộ màu xám thôi chứ cũng không có nhiều. Chủ yếu là màu vàng này các bác nhá, chủ yếu là mặt màu vàng này. Đấy. Thì màu xám thì nó thường là lại của đơn vị khác nó đặt. Đấy. Thế còn cái bay này nó xuất ra thì nó là mặt màu vàng này, rất là đẹp. Đấy. Ok chưa các bác? Đấy. Và ngày hôm nay thì em chỉ có hơn chục bộ thôi, cũng không có nhiều. Đấy, đẹp mướt mát các bác nhá.
Tất nhiên hàng bãi thì một số những cái điểm sức dăm nhẹ là không tránh khỏi đâu các bác nhá. Đấy. Những cái điểm sức dăm nhẹ này trên mặt máy là không tránh khỏi rồi này. Đấy, nhưng mà nhìn tổng thể thì các bác nhìn nó đẹp, rất là đẹp luôn. Đây, những cái này nó không phải là xước đâu các bác nhá. Các bác nhìn nó bị ánh những cái bên ngoài vào đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Không có vết nào xước to đâu, chỉ có sức dăm nhẹ nhẹ gọi là theo thời gian thôi các bác. Đương nhiên là cái nào cũng có rồi, không phải là nó đẹp như là bóc hộp được. Nếu đẹp như bóc hộp thì giá nó lại khác các bác nhá. Đẹp mà như bóc hộp thì đương nhiên là nó là hàng mới rồi. Thế còn đã là hàng bãi qua sử dụng này. À, thế là qua quá trình các cái đơn vị vận chuyển về đến nhà em thì nó sắp xếp các thứ rồi thì không thể tránh được vài cái điểm sức dăm nhẹ. Đấy. Đây này, em quay rất gần cho các bác rồi nhá. Đấy, điện thoại của em thì cũng là iPhone, cũng khá là nét rồi. Các bác có thể nhìn đấy. Đấy, rất là đẹp rồi, không phải suy nghĩ gì cả. Thế còn một vài cái điểm sức dăm ở trên bên trên này ấy. Đấy, thì khi các bác đặt những cái sản phẩm này lên nhau thì nó sẽ không nhìn thấy nữa. Đấy, các bác thấy không? Đấy, bên trên thì không tránh được bởi vì là nó chồng các cái bộ mic nọ bên bộ mic kia, hoặc là khi mà sắp xếp nó có quá trình cọ sát là không tránh được. Thế còn ở mặt tiền này các bác nhìn nó khá là đẹp rồi các bác nhá. Mặt tiền này quá là đẹp rồi. Đấy. Và đây là một lô mic đời 2018 các bác nhá. Đấy, tay thì là tay da cá, là tay CNC. À, anh em gọi là tay da cá hay là bảy rồng hay là anh em gọi là tay kim cương thì đều được. Đấy. Nôm na thì anh em gọi là tay da cá để cho nó dễ gọi. Đấy, vì đây nó là CNC, nó nhìn thì nó giống bảy cá bảy rồng. Đấy. Hay là anh em nhìn ông ánh thì anh em gọi là tay kim cương. Tùy cái này cách gọi mỗi người một khác thôi. Còn bản thân nó chính là tay CNC. Bên kia họ CNC trực tiếp lên kim loại. Đấy. Ok cho bác, mà màu vàng gold. Đấy. Thì đây là một trong những cái màu mà được rất nhiều anh em thích các bác nhá. Màu vàng này rất là nổi và rất là nhìn trông nó sang. Rất là sang. Dọ thì em đã lắp toàn bộ dọ Elox của Bio xịn vào đây rồi. Các bác rất là tâm, toàn bộ là dọ mới. Buổi tối ngày hôm qua thì em đã lên sóng cho các bác rồi, em đã tháo hết củ côn cho các bác, quay trực tiếp cho các bác là toàn bộ củ côn, củ hồng zin hết các bác nhá. Đây, toàn bộ là củ hồng zin hết và có vòng sắt ở dưới này các bác nhá. Đấy, đây củ này thì cực kỳ bao cho các bác là tiếng rất bay và rất là đều giải, tiếng bay hát nhẹ, giảm ru rít tốt. Đấy. Củ này thì nó là chuyên dùng cho mic Bio 790, K890 rồi. Đấy. Có hai dòng, một là củ lụa, hai là củ nhựa này, củ nhựa màu hồng các bác nhá. Đặc chủng của dòng 790. Đấy, thế nhưng mà bản thân em thì em đã thích cái củ hồng này hơn củ lụa. Đấy. Ok chưa bác? Đấy. Ruột mic thì các thứ là loại nữa, các thứ là còn rất là đẹp. Đấy, mới. Đầy đủ lẫy pin hai bên các bác nhá, không gãy là lẫy pin cái nào đâu ạ. Đấy. Ok chưa bác? Đấy. Đây là nút gạt sóng xa sóng gần các bác nhá. Các bác gạt, bác nào làm sự kiện thì các bác gạt sóng nút 2 này. Còn các bác nào mà chơi gia đình thì các bác gạt nút nào này để nó tiết kiệm pin hơn một chút. Thực ra nó tiết kiệm pin hơn một chút thôi. Vì cái nút 2 này nó sẽ kích sóng xa hơn. Cái sóng cao hơn thì đương nhiên là cái hệ nó sẽ tốn pin hơn một chút. Đương nhiên nó chỉ một chút thôi, không có nhiều. Các bác để bên nào cũng được, thực ra là không quan trọng. Đấy, vì nó chỉ một chút thôi. Không ảnh hưởng nhiều. Đấy, các bác nhá. Đấy. Tay rất là đẹp luôn ạ. Tất cả bao zin cho các bác nhá, bao zin cho các bác chơi. Đấy, và hàng thì em bao test 3 tháng, lỗi là đổi các bác nhá. Bao test có nghĩa là bên em bảo hành 3 tháng nhưng mà bảo hành bằng cách đổi chứ còn không phải sửa chữa gì cả. Trong vòng 3 tháng mà khi mà phát sinh lỗi, không may mà phát sinh lỗi thì bọn em sẽ đổi cho các bác bộ khác để các bác nhanh chóng có mic dùng, không thể các bác chờ lâu. Thế còn ngoài ra thì hết 3 tháng bảo hành thì bên em vẫn hỗ trợ cho các bác là xử lý các cái lỗi của Bio này, chọn đời cho các bác, ok chưa? Đấy. Và tất cả là hàng bên em là bao chống lăn như thế này các bác nhá. Đấy. Không phải như các đơn vị khác là tặng chống lăn chỉ có tặng một cái cổ như ngày xưa của anh em đâu. Ngày xưa cách đây hơn 1 năm thì bọn em chỉ tặng cái chống lăn chỉ có cổ trên thôi. Đấy. Và nó là chống lăn rẻ. Thế còn khoảng 5-6 tháng trở lại đây thì bên em đã nhập chống lăn này về để tặng cho các bác cả đầu lên, đầu trên, đầu dưới, và nó là hàng chống lăn VIP rồi, rất là đắt tiền rồi. Đấy. Và thứ hai là pin sạc, bên em là tặng chống lăn, tặng pin sạc đắp ở bao 1200, đắp ở bao 1200 này để cho các bác sử dụng, để cho các bác được không phải đi mua những cái pin ngoài chợ để cho nó rác nhà. Đấy, các bác có thể sử dụng bộ pin này của em rất là tốt các bác nhá. Đấy, em đã thấy một số anh em phản hồi là em thì em thực tế là bọn em bán hàng nhưng mà không thể test được là hết bao nhiêu thời gian thì hết pin, nhưng mà đã có một số anh em phản hồi là pin của bác này pin khuyến mại nhưng mà dùng được khoảng 4 tiếng liên tục. Đấy, còn thực hư thì các bác về tự test thôi, vì cái này nó là hàng em khuyến mại, em cũng không, bản thân em cũng không test là hết bao nhiêu tiếng là hết quả pin này đâu. Đấy là dòng mic Bio các bác nhá. Đấy là anh em dùng trên mic Bio đấy, mua mic Bio của em được tặng cái pin này. Và cũng có phản hồi lại là em test thử bộ pin của bác là được 4 tiếng đấy, đối với dòng mic Bio đấy. Đấy, khi sạc đầy. Đấy, thì nó là một cái rất là tiện cho các bác rồi. Đấy. Cái này thì em không bán mà em chỉ tặng thôi cho các bác. Đấy. Tri ân cho tất cả các bác là luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ kênh của bên em. Đấy.
thì cũng không còn nhiều nữa đâu. Em đợt này anh nhập lô này lô cuối rồi. Chắc còn khoảng độ 40 bộ nữa là hết thôi. Còn khoảng 40 bộ nữa là hết thôi, không còn nhiều đâu. Đấy, và mic thì cũng gần như là những lô cuối năm rồi. Thực sự các bác là hàng bây giờ nó sẽ tăng nhẹ một chút. Tăng nhẹ một chút rồi. Đấy, nó không còn bình ổn như là lúc tháng trước nữa rồi. Đấy. Và các bác cũng an tâm rằng em nói không bao giờ sai đâu. Sang tháng đầu tháng 12 thì tất cả các mặt hàng âm thanh đều lên giá. Bởi vì sao? Bởi bên Trung Quốc họ nghỉ rất là sớm. Họ nghỉ sớm thì đương nhiên hàng Việt Nam mình sẽ khan hiếm và anh em nhập nó rất là khó khăn. Nếu có đầu tháng 12 thì bắt đầu hàng nó lên rất là mạnh chứ không còn lên nhẹ như thế này nữa đâu các bác nhá. Đấy. Mỗi một bộ mic này chỉ tiền cước nó chỉ lên khoảng 3.000 một cân thôi. Đấy. Thì một lô mic này về nó lên giá rất là nhiều. Đấy là lô mic này nó nhẹ có 3 cân thôi thì 3.000 một cân thôi. Thì các bác biết rồi, bộ mic này nó lên mất chục nghìn. Đúng không? Lên mất chục nghìn rồi. Đấy. Thế tiền tệ mà nó chỉ lên mất độ 20 đồng thôi. Thì các bác biết rồi, một bộ mic này thì nó sẽ tăng lên khoảng tiền trăm rồi. Đấy, tiền trăm rồi các bác nhá. Ok chưa? Đấy, thế lại còn những cái phụ kiện khác liên quan nó tăng giá lên nữa thì đương nhiên là một bộ mic có thể lên đến tiền trăm rưỡi một bộ mic. Đấy là chỉ là một bộ mic thôi các bác nhá. Thế là mà những đôi loa ấy, những con đẩy nó nặng ấy, cước mà lên 3.000 thì các bác biết rồi. 20 cân mà nhân 3.000 nó thành 60.000 một con đẩy. Đấy. Rồi tiền tệ nó lên 20 đồng thì con đẩy mà nó giá cao tiền một chút thì nó có thể lên đến đôi trăm nghìn. Đấy. Đấy là em chia sẻ thật cho các bác. Đấy, mỗi thứ nó gánh nhau một tí chứ không hề đơn giản. Không hề như các bác không kinh doanh các bác nghĩ đơn giản, nó chỉ là tiền cước tăng có 3.000 thì lên có 9-10.000 một bộ mic. Nhưng mà nó lại liên quan đến tiền tệ. Cái giá trị tiền tệ quy đổi từ tiền tệ sang tiền Việt Nam các bác. Đấy. Ví dụ đáng lẽ là 3.350 một đồng nhân dân tệ mà bây giờ nó lên 3.700 một đồng nhân dân tệ thì các bác biết rồi. Một bộ mic này nó khoảng 400 tệ thì các bác nhân lên. Nó lệch nhau 200. Đấy, đúng không ạ? Nó lệch nhau 200 nhưng mà khi nó là tận 500 tệ thì nó đã lên đến 100.000 tiền Việt Nam rồi. Đấy, đúng không ạ? Đấy. Nó rất đơn giản thôi, nhưng mà cái này phải trong kinh doanh thì mới hiểu. Đây là bọn em chia sẻ thôi để các bác biết rằng sang tháng 12 thì hàng nó còn lên nữa chứ nó không ở giảm ở cái mức bình thường như này nữa. Đấy. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì em vẫn bình ổn giá cho các bác bộ lô mic này các bác nhá. Lô mic K890 và đời 2018 các bác nhá. Đấy, tem của nó đây. Đấy. Đây em lấy cái bộ này em chưa tháo đây. Tem của nó đây. Đời 2018 các bác nhá. Đấy. Đời 2018. Đời rất là cao rồi. Và mic thì thực sự các bác là rất là đẹp luôn ạ. Tay ra cá thì các bác không phải suy nghĩ rồi, nó là những hệ giống trước rồi. Nó hệ chống xước này. Vì nếu như có sức dăm các bác không nhìn thấy. Đấy, nó là hệ kiểu anh em gọi là kim cương rồi thì các bác biết rồi. Đấy. Với những cái bộ này sơn nó toàn bộ nó xin xi trực tiếp lên kim loại cho nên là các bác an tâm chơi. Rất là đẹp. Chống lăn thì em đã tặng như thế này rồi thì các bác có dùng 4-5 năm nữa thì cái tai mic nó vẫn cứ đẹp như này. Đấy. Sau này độ 3-4 năm nữa các bác mà thích thay dọ là mới thì lại thay dọ mất hơn 100.000 thôi là được một bộ dọ mới. Nó rất là đơn giản thôi. Đấy. Ok chưa? Và đây là một trong những dòng mic mà lành tính bậc nhất thị trường rồi. Không còn dòng nào lành tính hơn nó nữa rồi. Rất bền bỉ. Và tiếng đặc biệt đó là tiếng rất là hay. Hát nhẹ dễ hát. Phù hợp cho rất nhiều chất giọng. Từ người già đến người trẻ đều hát được. Anh em ca sĩ bán chuyên nghiệp đều hát được. Đấy. Và đây là lô mic này thì nó là hộp sóng to rồi. Bayer 790 và K890 thì 100% nó là hộp sóng to rồi. Thì chỉ có một số đời là nó sẽ dùng không có hộ lắp đậy thôi. Thế còn nó là 100% hộp sóng to rồi. Đấy. Ok các bác nhé. K890 và 790A. Thì tất cả nó đều hộp sóng to rồi. Chỉ có một số đời nó không có lắp đậy và một số đời nó có lắp đậy thôi. Đấy. Và tất cả đây là có chữ ký hai bên này các bác nhá. Đấy. Những cái này thì em đã nói rất nhiều trong các video khác rồi. Chữ ký này là chữ ký nó bằng cái mực gì của bên kia ấy. Đấy. Của hãng ấy. Các bác có thể dùng xăng thơm không tẩy được cái mực này ra đâu các bác nhá. Đấy. Ở đằng sau thì cũng rắc ca lông, rắc 6 ly đầy đủ các bác nhá. Và đối với các bác em cũng nói rất nhiều trên kênh rồi. Tần 640 với 690 nó là đời cao rồi các bác nhá. Đời từ 18 trở đi là nó đời cao rồi. Đấy. Nó là tần 6 rồi. Đấy, những đời 2019, 20, 21 thì đương nhiên là tầng 6 rồi chứ không có tầng 7 nữa các bác nhá. Tầng 7 chỉ từ tháng 6 2017 trở về trước thôi là sẽ có tầng 7. Thế còn từ tháng 6 năm 2017 trở về sau thì tầng 7 còn rất ít, những hàng tồn kho mới còn thôi. Đấy, đến 2018 thì phần đa là 90% bio nó là tầng 6 rồi, từ 18 trở đi. Đấy, là 90% nó là tầng 6 rồi. Và đến những năm 2019, 20 thì 100% nó là tầng 6 rồi. Đấy, tầng 6, tầng 7 thì chỉ tồn tại đến cuối 2017 và đầu 2018 thôi. Đấy, chứ còn gần như là từ 18 trở đi là nó 90% nó là tầng 6 rồi các bác nhá. Tầng 6, 10, 6, 90 nhá các bác. Đấy, ok chưa? Đấy. Và lô này thì đời 18 rồi thì các bác an tâm rồi, nó là tầng 6 rồi. Và rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn ạ.
Và hàng bán ra thì em vẫn bao test 3 tháng, lỗi là đổi các bác nhá. Đấy là bảo hành cho các bác 3 tháng, trong vòng 3 tháng đấy là lỗi là đổi bộ khác, ok chưa? Đấy, đồng giá trị hoặc là có thể nâng cấp thì các thêm tiền, hoặc hạ cấp thì em bù lại tiền cho các bác. Tính trong vòng 3 tháng mà nếu mà lỗi bọn em đổi bộ khác cho các bác, bù trừ hợp lý các bác nhá. Ok chưa? Đấy. Chống lăn thì đầy đủ như này. Và rắc 6 ly của em là tặng rắc 6 ly vuông góc như kia nhá các bác nhá. Và màn hình của nó thì các bác bây đây. Đấy, màn hình của nó là màn hình quắc màu cam nhá các bác nhá. Và khi tự ngắt khi tự ngắt thì nó sẽ hiển thị mặt trăng ra, mặt trăng tia chớp, tia chớp các bác nhá. Và các bác nhìn kỹ thì ở bên trên đỉnh cái này nó cũng sẽ có chữ BioVet nằm mờ mờ ở trên này, các bác nào tinh mắt thì các bác sẽ nhìn thấy. Đấy. Đây là cái đặc điểm nổi bật hơn của 780 so với 790 và 890 các bác nhá. Đấy. Dòng này thì bao cho bác là tự ngắt gia tốc đầy đủ các bác nhá. Các bác tung cao lên này. Đấy, rơi xuống không có tiếng. Đấy, đây là tự ngắt gia tốc đầy đủ. Đấy, riêng 790 và K890 thì nó là 100% có gia tốc. Đấy. Thế còn 780 thì có lô có lô không. Đấy. Tùy từng đời. Thế còn đã 790 và K890 thì 100% có gia tốc các bác nhá. Đấy. Và đây là alo, em lao alo thử tiếng mic để cho các bác. 01 442 4567 4567 890 01 242 47 01 247 Đối với dòng này thì tiếng của nó rất là dễ hát, rồi các giải của nó rất là đều các bác nhé, rất là giải, rất là đều và dễ hát. Nên các bác an tâm, những dòng mic này thì thực sự là tiếng không còn gì để chê đâu. Bio này thì gần như em bán thì chưa có một khách hàng nào nhận hàng mà chê cả. 01 242 47 01 242 47 6712 Ok chưa các bác? Đấy. Và bác nào thì chốt hàng thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730, hoặc đến tại địa chỉ cửa hàng của em là xóm Chùa, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang để có thể test trực tiếp các cái sản phẩm mà mình yêu thích. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video. Kính chúc toàn thể các bác luôn nhiều sức khỏe và thành công. Các bác đi qua thì đừng quên cho em Du xin một nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhấn nút đăng ký kênh, bấm nút chuông để theo dõi các cái sản phẩm của bên em. Và em xin báo giá lại cho các bác đã là 2.700.000 một bộ các bác nhé. Em bao ship này, tặng đầy đủ phụ kiện như hình này, và tặng một bộ pin sạc này các bác nhé. Và giá em bán đợt này thì thực sự các bác thợ là các bác thông cảm, là em hàng em nhập gần như lô cuối rồi, em để bán từ gần Tết, bán lẻ. Đấy, và giá em bán với cái giá 2.700.000 một bộ mic như thế này thì các bác cũng đừng băn khoăn nữa, đừng tiếc em. Đấy, các bác nói thật sự, các bác là nó nhỉnh lên một chút chứ không nhỉnh nhiều, nhưng mà bên em bán gần như vẫn là bình ổn giá cho các bác rồi. 2.700.000 một bộ mic này. Đấy, ok chưa các bác? Quan trọng nhất là hàng đẹp, hàng đời cao thực sự. Đấy. Và sản phẩm với em bán ra là bao test 3 tháng các bác nhá. Bao test 3 tháng lỗi là đổi. Ok chưa? Rồi em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin được hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.